Lucy Hani sedang api, sedang tata tulang kepala. Một lần nữa xin chúc mừng tất cả 15 thí sinh đã hoàn thành tốt tất cả các phần thi của mình và đúng yêu cầu của ban tổ chức đưa ra. Tả Chỉ No UT của Yên là công bố danh hiệu cao nhất của ba người nhất nhì ba, thì xin phép được công bố các giải phụ. Là ban tổ chức tất cả là có 9 giải phụ. Thứ nhất là, nhưng mà trước khi xin lỗi trước tiên vào giải phụ thì ban tổ chức cũng có một món quà cảm ơn tất cả công sức của các thí sinh đã đến đây tham gia. Và xin mời chủ khu du lịch Li An Dơ sẽ lên trao quà cho 15 thí sinh. Và xin trân trọng kính mời Tổ tiên Lâu Phó Vui nhé, để nó chị lên trao hoa cho các thí sinh. Và xin trân trọng kính mời Vừa A3 công an thành phố lên trao phong bì cho các thí sinh. Phong bì á? Tất cả ba người cùng lên trao. Một người trao quà, một người trao hoa và một người trao phong bì. Xin mời. Lớp ba là ai đấy mọi người ơi? Nào, chúng ta xin một ít nhạc và xin các camera chúng ta hướng về sân khấu để chúng ta ghi lại khoảnh khắc này. Tất cả 15 thí sinh chúng ta có thể phía trước 3 bước. Đây là một món quà cảm ơn, một món quà chỉ mang tinh thần là cảm ơn trên tinh thần thôi chứ còn không hề có kinh tế lớn. Thế nên là rất là cảm ơn công sức của các em đã đến đây để uống phần cái lòng trung chiết đôi ít trong một tiếng tiếng tràn tôi thấy vì hãy tiền mấy ít trong cái thứ ta chỉ mà biết cho tôi lòng trẻ óc đúng như xưa ta chỉ thấy những hoàn tiền chỉ nhau cho cơ lời. Bậc nhà trẻ có chỗ đỉnh có chơi tổ tiên hồ vui thì nó những cái chủ rất là nhiệt tình thế một lúc chơi đơn chơi dòng nhau tên đây thế cô kế tổ tòa nhìn là nơi chơi tôi tài trợ thâu loa thế tôi tài trợ cho các bạn chị mà thế
sau sẽ là phần công bố các cái giải phụ của chúng ta. Tất cả là có 9 giải phụ. Thì sau đây tôi xin trân trọng công bố người đẹp online, tức là trước khi có cuộc thi nó diễn ra là có tổ chức là đưa cái ảnh của các người đẹp lên trang Facebook của du lịch Phù Lồng, và người có tương tác và được khán giả rất là yêu thích và ủng hộ hết mình. Đó chính là một cô bé đến từ Sa Dung. Xin chúc mừng em đã trở thành người đẹp online của Facebook khu du lịch đỉnh núi Phù Lồng. Xin mời em bước lên phía trước hai bước để nhận một món quà của ban tổ chức. Và xin trân trọng kính mời ông Lia Dê, chủ du lịch đỉnh núi Phù Lồng lên trao quà. Mải Tho là người đẹp được
ký danh hiệu năng khiếu ấn tượng nhất. Tiếp theo là một danh hiệu năng khiếu xuất sắc nhất. Thực sự là một lần nữa lại xin chúc mừng người đẹp. Xin chúc mừng được ba nhé, sảnh ba. Một lần nữa em có hai giải phủ. Xin nghe tiến lên phía trước một bước và xin trân trọng kính mời Niazer chủ công ty thành phố Phú Long đi trao giải. Chúng ta rồi thật đấy, chúng ta thề cho tất cả các thầy đồng của chúng ta
rất là xứng đáng. Và bây giờ là ban tổ chức chúng tôi xin công bố ba danh hiệu cao nhất của ngày hôm nay là Tù Tăng Thi Y, Thiên Thi O, Thiên Thi B. Cho nên nói nôi thì chúng con đã nhớ rất khó nhốt hành minh ở B. Thế khán giả hai kia nhốt hành minh để chê nhốt kia là cho cái chiếc xá kia là vua được cái kinh tế đó chị. Đây cũng nhất là khó nhất là nó chỉ mà hành minh hành minh chân chị là nếu thi nào cũng sẽ có người thắng cũng sẽ có người thua. Mặc dù là có thể là có những cái bạn không có giải hay là có các bạn chưa đạt được mục tiêu của mình thì nên cho chỉ đó, nên cho chỉ dù sao mình cũng chiến thắng bản thân mình rồi. Tuy nhiên thì dù chiến thắng bản thân mình mới có cái can đảm để đứng lên sân khấu này. Nếu mà mình không thắng bản thân mình là mình không bao giờ đứng trên sân khấu này. Nên là mình là đã làm con người giỏi rồi. Bác sĩ mà cuộc thi nào cũng sẽ có người có giải nhất nhì ba. Các em mà không được cái mục tiêu của mình hôm nay thì cũng phải rất là vui là mình đã hết sức là giỏi. Một lần nữa xin chúc mừng top 3 của chúng ta. Tù top 3 của chúng ta, nằm trong top 3 Tù Thi Đợt Đón Lên Sáng Lên Thương. Xin chúc mừng Tù Thầy Không Mong Sảnh Tranh Thôn Tổ Trường Thơ. Xin em tiến lên bên về phía trước Trang Thuy.
chủ khu du lịch đỉnh núi Phù Lồng đã mở ra một cái hội thi rất là ý nghĩa. Và bây giờ chúng tôi sẽ xin trân trọng kính mời ông Liazơ chủ du lịch tỉnh Phù Đồng lên trao giải và trao quà cho thủ tỉnh Môn Chuông. Trân trọng kính mời Miss Mông Na Ư 2019 nha mỉ tôn trọng vương miện cầu Trang Thủy. Xin chúc mừng Trang Thủy đã có được vương miện người đẹp của núi ngày hôm nay. Tổ chức cùng một phong bì trị giá 1 triệu đồng và một chiếc phong bì trị giá 700 nghìn đồng. Xin chúc mừng Trang Thủy đã trở thành người đẹp của ngày hôm nay. Và mong rằng sau những cuộc thi như thế này, chúng ta hãy về phổ biến thật là rộng để lan tỏa cái sắc đẹp của Vết Mông được sự phục nhé. Và thiết kế chia tiền hàng năm bây giờ điểm gì cần nên trang cho đời như là cổng tên thích là đồng hồ đau gò đối với đồng phải đồng con đồng tương sạch nhất được các đồng tương hay say. Xin trân trọng kính mời. Một cái phần thưởng đại diện cho khu du lịch Hồ Đông U cho ngày hôm nay. Trân trọng với mọi anh. Thật sự bao giờ tiết lộ số chính là thì tôi muốn có những nghĩa là sái tùa mưu nghĩa trao thật là cho cậu Chí Linh thành công chưa thể là nào. Thầy sẽ mưu nghĩa thật lấy tùa để mưu mất cho lấy tùa. Thay đổi là lúc trở nên thời gian tiến độ chậm chạp thì là thay đổi là bây giờ lên đúng không?
Bây giờ mọi người có thể chụp ảnh thoải mái rất là đẹp. Và chương trình của chúng tôi cũng đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn cái thời gian quý báu của tất cả các vị khán giả cũng như tất cả bà con đã đến dự và ủng hộ cái chương trình này. Xin một lần nữa xin cảm ơn chủ khu du lịch núi Phù Long đã tổ chức ra cuộc thi này. Bây giờ thành một đôi tay đi chúc cho khu du lịch núi Phù Long.